Lần trước, chúng mình có làm phần 1 của video những siêu anh hùng gốc châu Á Marvel Comics, nên hôm nay chúng mình sẽ được phép nhắc lại một chút. Như các bạn đã biết, chuyện tranh siêu anh hùng bắt đầu từ Mỹ. Chính vì vậy, số siêu anh hùng của Mỹ vô cùng nhiều và thường được chú trọng hơn cả. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn được biết đến vô số những siêu anh hùng từ các châu lục khác, chẳng hạn như châu Âu, châu Phi hay trong số đó có cả châu Á. Mặc dù mình nhận thấy rằng những siêu anh hùng châu Á thường ít được chú ý, nhưng mỗi người lại đem lại ấn tượng riêng biệt, muôn màu muôn vẻ. Và hẳn chúng ta là người Việt Nam, một quốc gia thuộc châu Á, nên sẽ rất mong muốn biết được những người hùng bảo vệ vùng đất của chúng ta phải không nào? Thôi không vòng vo nữa, chúng ta sẽ lại quay lại với series chửi con cụ bá vì đã bắt mình thu một số dài dằng dặc như thế này. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles và sau đây sẽ là những siêu anh hùng gốc châu Á của Marvel Comics. Phần 2. Miss Marvel. What is your name? Kamala Khan. Lần đầu xuất hiện trong Captain Marvel vol. 7 số 14, Miss Marvel, tên thật là Kamala Khan, một cô gái xuất thân trong một gia đình người Pakistan nhập cư Mỹ. Nhà Khan là gia đình theo đạo Hồi. Chính vì vậy, Kamala luôn bị cha mẹ kìm chặt trong nền nếp gia đình khiến cô không bao giờ cảm thấy tự do. Để chứng tỏ bản thân mình, Kamala đã trốn nhà và tham dự một buổi tiệc tùng cùng với đám bạn. Nhưng mọi chuyện xảy ra không suôn sẻ lắm. Trên đường về nhà, Kamala tiếp xúc với làn sương Terrigen Mist. Cô phát hiện ra mình thực chất là một Inhuman. Sau khi tiếp xúc với sương, Kamala đã gặp ảo giác về ba siêu anh hùng yêu thích của mình là Captain Marvel, Captain America và Iron Man. Khi cô tỉnh dậy từ chiếc kén, cô nhận ra mình bộc phát một siêu năng lực mới. Cô có thể tự do chuyển đổi cơ thể mình, kéo dài, co giãn và biến đổi hình dạng. Cùng với tấm gương của Captain Marvel Carol Danvers, Kamala Khan đã quyết định trở thành một siêu anh hùng, lấy cái tên cũ của Carol, Miss Marvel. Sau khi rời khỏi nhóm Avengers sau xung đột trong sự kiện Civil War 2, Miss Marvel cùng một số anh hùng trẻ tuổi khác thành lập nhóm Champions. Shang-Chi. Lần đầu xuất hiện trong Special Marvel Edition số 15, Shang-Chi được mệnh danh là bậc thầy kung fu, võ sư mạnh nhất trái đất. Shang-Chi là con của một chùm tội phạm, một pháp sư mang tên Fu Manchu, người nắm đầu băng khủng bố khét tiếng của Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, anh đã được rèn luyện vô cùng khắc nghiệt để có thể trở thành một sát thủ cho cha anh. Nhưng sớm nhận ra dã tâm độc ác của cha, Shang-Chi đã phản bội lại tổ chức, giả chết trong nhiệm vụ đầu tiên và lên đường chống tội phạm. Là một bậc thầy võ thuật, Shang-Chi đã tham gia rất nhiều nhóm siêu anh hùng, lập được nhiều chiến công và còn trở thành sư phụ của một số siêu anh hùng như Spider-Man hay Swordmaster. Không những võ thuật, mà Shang-Chi còn có một số khả năng đặc biệt khác như kháng tâm linh, nhìn trước tương lai, sử dụng khí một cách thành thạo. Và bên cạnh đó, khi tiếp xúc với quả bom Origin Bomb, anh đã có thêm khả năng tạo ra những bản sao của mình, gọi là thuật phân thân. Wave. Lần đầu xuất hiện trong War of the Realms New Agent of Atlas số 1, Wave, tên thật là Pearl Pangan, sinh ra và lớn lên trên hòn đảo Mactan, Cebu, Philippines. Ngay từ nhỏ, cô đã yêu thích bộ môn bơi lội và trở thành một vận động viên bơi lội rất tiềm năng ở Olympic. Tuy nhiên, bị ngăn cản bởi những chướng ngại vật trong cuộc sống, cô đành từ bỏ và làm việc tại một quán ăn nhanh. Và một ngày nọ, công ty tên Allentech, sau khi điều tra về hồ sơ của Pearl, phát hiện ra tiềm năng bơi lội của cô sẽ giúp ích cho thí nghiệm của họ, và họ quyết định chiêu mộ Pearl. Trong một tai nạn thí nghiệm khi bơi, Pearl tiếp xúc nguồn năng lượng kỳ lạ và cô có thể điều khiển được dòng nước. Tiếp nhận sức mạnh mới, Pearl trở thành một siêu anh hùng với cái tên Wave. Trong sự kiện War of the Realms, cô nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở ngoài biển xa và đã cùng với nhóm Agent of Atlas chống lại chúng. Monica Chang. Lần đầu xuất hiện trong Avengers AI số 1, Monica Chang là một đặc vụ của SHIELD sau khi Demetrius, một virus được Hank Pym tạo ra nhằm tiêu diệt Ultron đã phản bội và tấn công SHIELD. Monica đã ra lệnh cho Hank lập ra một nhóm với nhiệm vụ chống lại những mối hiểm họa về các trí tuệ nhân tạo, và Monica trở thành trưởng nhóm của Avengers AI. Monica Chang là người Mỹ, nhưng gốc gác của cô chưa rõ, chỉ biết rằng cô là một người tôn sùng đạo Hồi, có giả thuyết cô là người Trung Quốc. Colleen Wing. Lần đầu xuất hiện trong Marvel Premiere số 19, Colleen Wing là người con lai giữa hai dòng máu Mỹ-Nhật.
Mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ. Colin lớn lên và ở vùng núi tại Bắc Honshu, Nhật Bản. Tại đây, cô đã được ông ngoại của mình, Kenji Ozawa, một cựu chiến binh thời Daimyo, rèn luyện để trở thành một samurai. Colin phải tập luyện vô cùng khắc nghiệt, tập luyện nhiều bộ môn khác nhau và trở thành một kiếm sĩ chuyên nghiệp. Để dành cho sự xứng đáng của cô, Kenji đã trao cho cô một thanh kiếm báu của gia tộc. Sau khi ông chết, Colin quay trở lại và sống ở New York. Cô đã cứu một viên cảnh sát tên Misty Knight và cả hai người đã trở thành bạn thân. Cả hai người cùng lập ra một nhóm siêu anh hùng đường phố tên Daughters of the Dragon. We don't want to book you, but we do need to know exactly what you did to our friends. Colin Wing là một kiếm sư chuyên nghiệp, mặc dù cô không có năng lực, nhưng với khả năng của cô cũng khiến nhiều ác nhân có siêu năng lực cũng bại trận. Jubilee. Lần đầu xuất hiện trong Uncanny X-Men số 244, Jubilee tên thật là Jubilation Lee, một cô gái người Trung Quốc nhập cư, sinh ra và lớn lên tại California. Cha mẹ của Lee bị giết nhầm, thay vì người hàng xóm của họ cũng tên là Lee. Sau khi mất cha mẹ, Lee được đưa vào trại mồ côi, nhưng rồi cũng bỏ trốn. Cô từ từ bộc lộ sức mạnh duy nhân của mình, khi cô có thể tạo ra những pháo sáng từ tay. Cô nghĩ rằng đó là một cách để kiếm tiền hay ho cho đến khi bị M-Squad, một nhóm người xanh người đột biến tấn công. May mắn thay, Jubilee đã được nhóm dị nhân cứu và được cho gia nhập. Khi phát hiện ra một đứa trẻ bị bỏ rơi ở Budapest, Jubilee đã đưa cậu nhóc về và đặt tên cho cậu là Shogo, một cậu bé bình thường nhưng khi tới thế giới Otherworld thì có thể biến thành một con rồng khổng lồ. Ngoài năng lực dị nhân của mình, Jubilee còn là một ma cà rồng. Can you rematch? I don't have any more quarters. I got it. Wong. Xuất hiện lần đầu trong Strange Tales số 110, Wong là một hậu duệ của Khan, một người Trung Quốc hầu hạ Ancient One từ ngàn năm trước. Sau biết bao nhiêu thế hệ, những người trong gia phả đều nhận lấy sứ mệnh sẽ trở thành người hầu cận cho những ai được nhận danh hiệu Pháp Sư Tối Thượng, và Wong đã được Ancient One điều tới để chăm sóc cho Doctor Strange. Không những là một người hầu cận cho Strange, mà anh còn là một người bạn chân thành, một tấm gương cho Strange. Wong là một trong những pháp sư cân bằng về khả năng sử dụng phép thuật và thông thạo võ thuật. Steven, Wong, what do you want, Strange? Books on astral projection. Do you ever laugh? Oh, come on, just give me the book. No. Go Go Tomago. Lần đầu xuất hiện trong Sunfire and Big Hero 6 số 1, Go Go Tomago. Bạn có bao giờ nghe tới cái tên này chưa nhỉ? Chắc chắn là có rồi. Go Go Tomago là một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Big Hero 6, và đoán xem, Big Hero 6 có nguồn gốc trong Marvel Comics. Go Go Tomago tên thật là Leiko Tanaka, một tay đua thứ thiệt ở Nhật Bản. Go Go được tham gia vào nhóm Big Hero 6, một nhóm tập hợp những cá nhân nổi trội để trở thành những siêu anh hùng bảo vệ Nhật Bản, bao gồm Sunfire, Silver Samurai và Ebon Samurai. Năng lực và tính cách của cô khá giống trong bản phim hoạt hình. This is my brother, Hiro. Welcome to the nerd lab. Zero resistance, faster bike, but not fast enough yet. Hazmat. Lần đầu xuất hiện trong Avengers Academy số 1, Hazmat tên thật là Jennifer Takeda, một cô gái lai giữa dòng máu Mỹ Nhật, được sinh ra ở San Francisco. Do bố mẹ làm việc ở tập đoàn Roxxon, cô vô tình bị nhiễm phóng xạ và năng lực của cô lần đầu tiên bộc phát chính là hôn bạn trai của mình và khiến cậu ấy bị nhiễm phóng xạ. Sau đấy, cô bị Norman Osborn bắt cóc và đưa vào học viện Avengers Academy, nơi huấn luyện lớp siêu anh hùng trẻ tuổi để trở thành các Avengers tương lai. Cũng là lúc Jennifer lấy cái tên mới là Hazmat. Hazmat có khả năng phóng ra phóng xạ từ cơ thể và có thể kháng lại bất kỳ phóng xạ nào tác động bản thân, nhưng đó cũng chính là điểm yếu của cô. Để tránh phóng xạ phóng ra quá nhiều, cô buộc phải mặc bộ đồ bảo hộ. Sister Grimm. Lần đầu tiên xuất hiện trong Runaways số 1, Sister Grimm tên thật là Nico Minoru, một cô gái người Mỹ có gốc gác tổ tiên ở Nhật Bản. Sau khi phát hiện ra cha mẹ mình từng là những phù thủy hắc ám cùng với các cặp cha mẹ khác, thành lập một nhóm tội phạm tên The Pride, thực hiện những tội ác để có được sức mạnh từ các cổ thần Ghibrim. Nico đã cùng với những đứa con khác của các cặp vợ chồng bỏ trốn, thành lập ra nhóm siêu anh hùng bụi đời Runaways, thề sẽ đưa bố mẹ vào tù. Là con gái của những phù thủy, bản thân cô cũng có thể sử dụng pháp thuật, nhưng chỉ khi có trong tay quyền trượng The Staff of One, một cây quyền trượng pháp thuật được tổ tiên của cô là Tokiko Minoru hóa thân, Nico mới có thể sử dụng pháp thuật một cách thuần thục và bá đạo hơn rất nhiều.
Trên đây là phần 2 của những xuyên hùng gốc châu Á Marvel Comics. Chúng mình sẽ sớm ra mắt phần sau sớm thôi. Hãy cùng đón chờ nhé. Các bạn còn biết đến những xuyên hùng châu Á nào? Hãy comment ở phía dưới. Đừng quên like, share và subscribe Tentacles vì chúng mình còn rất nhiều điều muốn chia sẻ. Mình là Đê Đẹp Trai. Xin chào và hẹn gặp lại.